Trong một thời kỳ sơ khai mà những Manon, Flam, Shai là hình mẫu lý tưởng của người đi đường trên hàng đầu thế giới, thì đã có một người từng bước chinh phục ngôi vương của thế giới. Chức vô địch lần đầu tiên ấy mở ra kỷ nguyên SKT nói riêng và Liên minh Huyền thoại Hàn Quốc nói chung. Tất nhiên, để so sánh với những cái tên ở trên thì phải là một top laner, và đó chính là Impact. Impact tên thật là Jung Myung Yong, sinh ngày 7 tháng 3 năm 95, quốc tịch Hàn Quốc. Impact bắt đầu sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của mình từ những năm 2012 trong vai trò hỗ trợ cho Sonic Storm. Đội tuyển đã tham dự mùa giải OGN đầu tiên, Azubu The Champions mùa xuân 2012, và vào được vòng bán kết. Kết thúc giải, họ đứng hạng 3 khi đã thua 2-3 trước Midfrost, nhưng lại thắng Team OP 2-1 trận tranh hạng 3. Lọt vào top 4, họ chắc suất tham gia vòng 16 đội tại Azubu The Champions mùa hè 2012. Họ lọt vào được vòng 8 đội nhưng thất bại 0-2 trước Azubu Blaze. Cynics vào được vòng 2 vòng loại khu vực Hàn Quốk mùa giải 2 nhưng thua 0-3 trước Najin Sword. Impact rời đội vào tháng 10 năm 2012 để gia nhập Team Pass, nhưng sau đó đã trở về khi Team Pass được tổ chức Cynics tiếp nhận. Impact rời Cynics vào tháng 2 năm 2013 để tham gia vào đội hình mới của SK Telecom T1 2, bao gồm Benji, Faker, Piglet và Pumandu. Giải đấu đầu tiên họ tham dự là Olympic Champions mùa xuân 2013, và họ đã giành được thành công nhất định. Họ xếp hạng 3 sau khi để thua 1-3 trước MVP Ozone trong trận bán kết, như đánh bại CJ Enters Frost 3-0 trong trận tranh hạng 3. Sau đó, họ tham dự Hot Seat Champions mùa hè 2013. Họ lọt vào trận chung kết, đội tuyển đã phải nhận 2 trận thất bại liên tiếp trước KT Roster Pullet, nhưng sau đó đã lội ngược dòng với chiến thắng chung cuộc 3-2. Nhờ thế, họ đủ điểm du đấu để được tham dự vòng loại khu vực Hàn Quốc mùa giải 3. Họ tự động được xếp vào một trận chung kết và gặp lại Bullet một lần nữa. SKT T1 chiến thắng 3-1, đủ điều kiện trở thành hạt giống thứ 3 của Hàn Quốc và tham dự chung kết thế giới mùa 3. Tại vòng bảng, tỷ số thắng thua của họ là 7-1, chỉ đã thua một trận trước OMG và gặp Germania Bears trong trận tứ kết. Nhanh chóng đánh bại đối thủ với tỷ số 2-0, SKT T1 đối với Najee Blackshore và chiến thắng 3-2. Vào trận chung kết, SKT đối đầu với đội tuyển đến từ Trung Quốc, Royal Club. Tuy vậy, Royal Club không phải đối thủ của SKT và nhanh chóng thất bại 0-3, giúp SKT trở thành nhà vô địch thế giới mùa 3. Một tháng sau, đội tuyển được đổi tên thành SK Telecom T1K. SK Telecom T1K tiếp tục chuỗi ngày thống trị tại Pandora TV Champions mùa đông 2023-2024. Họ gần như đã quét sạch cả giải đấu, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Samsung Galaxy Ozone. Đây được coi như là một trong những thành tích ấn tượng nhất từ được viết nên bởi một đội tuyển, vì OGN được xem là giải đấu liên minh huyền thoại có độ cạnh tranh cao nhất. Tuy nhiên, Hot Seat Champions mùa xuân 2024 đánh dấu sự sa sút dần đều của SKTK. Họ gây thất vọng ngay từ vòng bảng trong trận đấu với KT Roster Arrows và khá vất vả để đến được với vòng playoff. Do có nhiều điểm du đấu nhất tại Hàn Quốc, họ vẫn được mời tham dự giải đấu All-Star Poly 2014. Sau 6 trận thắng liên tiếp, họ đánh bại OMG 3-0 và nhận lấy chức vô địch mà không để thua một trận đấu nào. Họ trở về Hàn Quốc để tham dự Hot Seat Champions mùa hè 2024, nhưng dừng bước tại vòng tứ kết sau khi để thua 1-3 trước Samsung Y. SKT bắt buộc phải thi đấu một trận tiebreak với Samsung Y để quyết định ai sẽ trở thành hạt giống số 2 tham dự chung kết thế giới mùa giải 2024. Samsung Y quá mạnh so với SKT. Với những thay đổi trong điều luật ONG khi loại bỏ hệ thống đội tuyển chị em, SKTK và SKTS phải sáp nhập trở thành SK Telecom T1 vào đầu tháng 12 năm 2024. Hai tuần sau, Impact rời đội để thi đấu với vai trò người đi đường trên cho Team Impulse, rồi sau đó đến Cloud9 và Team Liquid. Anh vẫn luôn là đường trên hàng đầu ở khu vực Bắc Mỹ trong nhiều năm qua. Thành tích đạt được cũng chẳng hề thiếu. Do vậy, NA luôn thất thế trên đấu trường quốc tế, thế nên Impact cũng không thể tiến đến ngôi vị cao nhất thế giới một lần nào nữa kể từ sau khi chia tay đại diện Hàn Quốc. Tất cả những người cố gắng trở thành một game thủ chuyên nghiệp đều có chung một giấc mơ về chức vô địch thế giới. Đứng trước hàng ngàn, hàng triệu khán giả, tay giơ cao chiếc cúp và bạn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng. Tiền thưởng, vinh quang và sự tôn trọng đều thuộc về bạn. Khi đó là thời điểm bạn đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp. Những gì bạn bỏ ra để trở thành một tuyển thủ tốt hơn đều được chứng minh thông qua một phần thưởng cuối cùng mà bạn nhận được. Trở lại năm 2013, khi mà anh vẫn còn ở Hàn Quốc, Impact đã trở thành một huyền thoại cùng SKT T1. Càng quét tất cả như một cơn bão đầy mạnh mẽ và quyết liệt. Một tập thể bao gồm những con người chỉ mới gặp nhau vào giữa năm 2013 và họ được dẫn dắt bởi thần đồng Faker và liên tục giành được chức vô địch tại các giải đấu quốc nội trước khi tiến đến Los Angeles và đem về chức vô địch thế giới. SKT lúc bấy giờ là một đội tuyển luôn tự hào về kỹ năng cá nhân của từng thành viên.
là một tập thể của những cá nhân xuất sắc trong cộng đồng. Họ tập hợp lại với nhau, trở thành những nhà vô địch. Impact là người duy nhất khác biệt. Anh là người chơi duy nhất từng có kinh nghiệm thi đấu ở các giải chuyên nghiệp trước khi gia nhập SKT T1. Là một người chơi đường trên không chính thống, Impact từng là người chơi hỗ trợ cho đội Scenic Storm trước khi anh khẳng định vị thế của mình tại đường trên của SKT. Lúc bấy giờ, đồng đội của Impact tại SKT hầu như không có kinh nghiệm trong việc thi đấu chuyên nghiệp, nên anh trở thành người anh của cả đội. Trong khi Faker và Piglet trưởng thành một cách mạnh mẽ, họ tự tin rằng có thể đối đầu với bất kỳ đối thủ nào. Impact lại là người đáng tin cậy nhất. Anh chơi những vị tướng mà đội anh cần. Anh nhường cơ hội tỏa sáng lại cho Faker hay Piglet và âm thầm đưa đội đến với chiến thắng. Khi SKT vô địch, người ta luôn nhắc về màn trình diễn ấn tượng của Faker tại đường giữa. Tuy vậy, có một sự thật rằng SKT sẽ không thể đạt được vinh quang nếu thiếu Impact. Anh có thể tỏa sáng như một chủ lực, cũng có lúc anh nhận vai trò đẻ lẻ với Jack hoặc trở thành một lá chắn cho đồng đội. Impact luôn làm tốt nhất những gì mà đồng đội mình cần. Anh có thể trở thành một con quái vật hung bạo như những người đồng đội của mình, nhưng anh luôn chơi một cách chậm rãi trong phần lớn thời gian để giúp đội giữ được an toàn và chiếm được ưu thế. Chiếc vô địch cùng SKT như một lưỡi gươm sắc bén chứng minh cho sức mạnh cùng sự thích ứng nhanh chóng của anh. Anh không có sự hủy diệt như Faker hay kỹ năng tuyệt vời như Piglet, nhưng anh là nhân tố quan trọng giúp cho đội hình của SKT hoạt động ổn định trong toàn bộ giải đấu. Anh cùng với những người đồng đội đứng trên sân khấu, nhưng đằng sau vinh quang đó, Impact lại là thành viên ít được nhắc đến so với những thành viên khác trong đội. 7 năm đã trôi qua thật nhanh, Impact ở Bắc Mỹ, dù trong bất cứ đội tuyển nào, anh cũng là người giúp đội vượt qua những khó khăn, từ kinh nghiệm của mình đem đến cho đồng đội những chỉ dẫn để họ có thể chơi tốt hơn. Những phẩm chất nổi bật từ thời SKT vẫn được anh mang đến nhiều đội mới của mình tại LCS, trong khi anh đảm nhiệm thêm vai trò mũi nhọn tấn công cho cả đội. Anh vẫn thể hiện tốt khả năng đi đường của mình và có được lượng vàng nhiều hơn những người khác. Impact vẫn luôn là tuyển thủ đa tài, có thể chơi được ở mọi vai trò mà đồng đội cần. Một vài tuyển thủ chuyên nghiệp có cái tôi rất lớn, nó không đơn giản là cách nói chuyện hay cách bạn thể hiện bên ngoài trận đấu. Có những tuyển thủ nhất quyết không thay đổi lối chơi của mình, những vị tướng họ chọn hay làm phong phú lối chơi của bản thân. Nếu bạn là một người chơi chủ lực ở đường trên, điều đó đồng nghĩa với việc đồng đội phải thi đấu xoay quanh bạn. Đối với những người chơi khác, họ không thể trở thành chủ lực. Lối chơi của họ lại là làm hậu phương vững chắc cho đồng đội. Họ e ngại việc trở thành trụ cột và chuyển cái áp lực lên những thành viên khác. Điều tốt nhất về Impact có lẽ là việc anh ấy không có cái tôi quá cao, cũng như việc anh ấy không bao giờ cố chấp phải thay đổi lối chơi của mình. Giải thưởng danh giá nhất mà Impact từng có được trong sự nghiệp là danh hiệu người đi đường trên tốt nhất thế giới 23. Tuy vậy thì Impact vẫn bị lu mờ trước ánh hào quang chói sáng của SKT nói chung và Faker nói riêng. Bỏ qua việc anh chơi hay như thế nào và thích nghi tốt tới đâu, bên cạnh Flame và Shy thì Impact vẫn luôn được biết tới là người chơi đa tài nhất thế giới. SKT đã vô địch thế giới và Impact là một phần thiết yếu trong chiến thắng đó, nhưng danh hiệu ấy dường như chưa làm thỏa mãn được anh. Anh mong muốn được biết đến như là người giỏi nhất thế giới ở vị trí của mình. Trong SKT T1, có hai cặp khác biệt nhau trong cùng một đội, Piglet và Pumandu ở đường dưới. Sự khác máu cùng với độ táo bạo, cách có tính toán của cả hai người chơi này đã tạo nên một bộ đồ đáng sợ nhất thời bấy giờ. Bên cạnh đó là Faker và Benji ở đường giữa và đi rừng. Hai người đã từng chơi cùng nhau trước khi gia nhập SKT. Benji chỉ là cánh tay phải của Faker, là đôi mắt, đôi tay của Faker bao quát toàn bản đồ. Khi Faker gặp rắc rối ở đường giữa hay khi bị đối thủ bủa vây, Benji luôn là người xuất hiện để giải vây. Mối quan hệ giữa họ dường như không thể bị phá vỡ. Impact là thành viên đơn độc duy nhất trong đội, không có đối tác hay liên kết với ai. Điều đó đã thay đổi khi anh chuyển đến Bắc Mỹ. Anh đã thấy được mối liên kết mà mình chưa từng có tại đây, mối liên kết mà anh còn thiếu khi đang thi đấu ở quê nhà. Sau tất cả những vấn đề mà Impact đã trải qua, niềm tin của người hâm mộ dành cho anh vẫn còn vẹn nguyên. Anh là cội nguồn sức mạnh của những Impulse, Cloud9 hay Liquid, gánh lên đôi vai những ước mơ và hy vọng của mình và đồng đội. Impact đã trở thành một nhà lãnh đạo và quyết định lối chơi của toàn đội. Cảm giác khi đạt được mục tiêu to lớn tự mình đề ra thực sự vô cùng tuyệt vời. Impact luôn muốn có lại được cảm giác vinh quang đó một lần nữa. Và tại NA này, anh muốn có được thành công với các đồng đội mới, một thành công với mình là thành viên chính và không còn bị lu mờ như trước nữa. Impact đã không còn là người làm nên. Giờ đây, anh đã là bộ mặt, là thành phần không thể thiếu của đội tuyển. Điều Impact mong muốn nhất là đạt được danh hiệu quốc tế nhất định. Bên cạnh đó, còn khẳng định với đội tuyển rằng anh sẽ đến để lấy cho mình danh hiệu người đi đường trên vĩ đại nhất. Và dù Impact có là đường trên vĩ đại nhất Bắc Mỹ đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ là một Impact đỉnh cao như thời SKT. Nửa cuối mùa 3 có thể nói là thời kỳ hoàng kim của Impact.
Lý do bởi các tướng trong game mang tính bá đạo và trâu bò, có khả năng đè lẹ tốt lên ngôi. Đây đều là những tướng phù hợp với khả năng của Impact. Tuyển thủ này có khả năng đi đường cực nguy hiểm, kể cả trong những tình huống solo 1-1, 1-2. Thời điểm để Impact tỏa sáng là khi giao tranh tổng diễn ra. Khả năng đọc tình huống và ra quyết định của SKT Impact là vô cùng kinh dị. Sự lì lợm, bình tĩnh và chắc chắn của anh đã giết chết không biết bao đối thủ trẻ, nạn nhân tiêu biểu là Zeros. Và dù anh có tiếp tục thi đấu hay không, thì anh vẫn là đường trend đầu tiên của Hàn Quốc, vô địch thế giới và mãi mãi là huyền thoại của SKT.